hai cây đại thụ của Ban Liên lạc Cựu tù chính trị nhà lao Hỏa Lò. Quý vị và các bạn thân mến, nhà tù Hỏa Lò là nơi giam giữ hàng ngàn chiến sĩ yêu nước cách mạng của dân tộc Việt Nam. Cuộc sống tù đầy gian khổ không làm lung lay ý chí của những người con ưu tú, mà càng hun đúc thêm ngọn lửa cách mạng, giúp họ vượt qua mọi thử thách. Nhiều người khi ra tù tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho đất nước và được tín nhiệm cử giữ nhiều vị trí quan trọng. Trong số đó, xin được nhắc tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Nguyễn Văn Trân. Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông có tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917 tại làng Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Năm 19 tuổi, đồng chí tham gia hoạt động trong phong trào Mặt trận Bình dân. Năm 22 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tại chi bộ Đảng Đông Phù. Năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, giam tại Sở Mật Thám Hà Nội. Kẻ thù đã dùng nhiều đòn tra tấn dã man, nhưng không khuất phục được người chiến sĩ cách mạng kiên cường ấy. Chúng kết án 10 năm tù khổ sai và giam đồng chí tại trại giam Hà Đông, sau chuyển về giam tại nhà tù Hỏa Lò. Trong chốn lao tù khắc nghiệt, người thanh niên trẻ tuổi Đỗ Mười vẫn kiên gan, bền chí, miệt mài học tập và tôi luyện bản lĩnh chiến đấu, giữ vững phẩm chất người cộng sản, cùng đồng đội đấu tranh, biến nhà tù thành trường học cách mạng. Với vai trò ủy viên ban sinh hoạt trong tù, đồng chí đã tham gia lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh chống lại chế độ giam cầm hà khắc. Để tuyên truyền cách mạng và phục vụ cho việc học tập văn hóa, chính trị của tù nhân, nhiều tài liệu như Chủ nghĩa Marxist phổ thông, Cách mạng tư sản dân quyền, Chương trình và Điều lệ Việt Minh đã được đồng chí tận dụng thời gian biên soạn ngay trong nhà tù. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, tận dụng cơ hội nhận đảo chính Pháp, khi tiếng súng nổ vang trời, điện đèn thành phố vụt tắt, ngoài sân, nhà tù Hỏa Lò, tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Anh em tù nhân đập vào tường gọi nhau: Nhật Pháp bắn nhau rồi! Nhật Pháp bắn nhau rồi! Ngay lập tức, tại các trại giam, anh em tù nhân trao đổi ý kiến và quyết định tìm mọi cách để vượt ngục càng nhanh càng tốt. Khi Nhật mở cửa các trại giam, đồng chí Đỗ Mười đã cùng với anh em tù nhân lấy vải che đầu và đi tìm chỗ để vượt ngục. Trong lúc đó, đồng chí Đỗ Mười, Trần Tử Bình và một số tù nhân khác đã phát hiện ra một nắp cống tại sân trại G. Ngay lập tức, hai đồng chí được cử xuống thăm dò. Đồng chí Đỗ Mười cùng số anh em tù nhân còn lại đứng canh phòng. Khoảng 30 phút sau, hai đồng chí lên và cho biết dưới đó lòng cống tối tăm cùng với vô vàn chất thải và mùi xú uế. Nhưng họ đã tìm thấy đường ra. Đồng chí Đỗ Mười và anh em đã chia thành hai tốp chui xuống cống. Tốp đồng chí Trần Tử Bình đi trước, tốp đồng chí Đỗ Mười đi sau. Nước cống đen đặc, mùi hôi thối, đầy rác rưởi. Có đoạn thu hẹp, đồng chí Đỗ Mười và anh em phải lách mình thì mới qua được. Lên khỏi cống, nhóm đồng chí Đỗ Mười đi nhanh ra bờ sông, băng qua bãi pháo của Nhật, ven theo đường D, một mạch đi về nhà đồng chí ở Đông Mỹ, Thanh Trì. Tại đây, các đồng chí phân nhau tìm cách liên lạc với đảng. Riêng đồng chí Đỗ Mười tìm về làng Vạn Phúc để bắt liên lạc với cơ quan xứ ủy. Trở về với dân, với đảng, đồng chí Đỗ Mười đã cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước. Trong quá trình công tác, đồng chí Đỗ Mười được đảng, nhà nước tín nhiệm, giao đảm nhiệm nhiều trọng trách. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tận tâm, tận lực vì nước, vì dân và có những đóng góp quan trọng vào định hướng phát triển phương thức lãnh đạo, quản lý đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, mặc dù bận nhiều công việc, nhưng đồng chí vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trường học cách mạng, nhà tù Hỏa Lò. Đồng chí Đỗ Mười cũng dành tặng đơn vị nhiều kỳ vật quý, gắn liền với thời kỳ hoạt động cách mạng, luôn giữ bên mình suốt nhiều thập kỷ, với mong muốn giúp đơn vị làm phong phú thêm nội dung trưng bày chuyên đề tại di tích. Những năm cuối đời, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, không thể đến thăm, nhưng đồng chí Đỗ Mười vẫn luôn ủng hộ, dõi theo từng bước đường hoạt động và phát triển của di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò. Bởi với ông,
hỏa lò luôn là nơi lưu giữ một phần của ký ức thanh xuân nhiệt huyết, nơi ông và nhiều đồng đội đã tận trung, tận hiến vì lý tưởng cao đẹp, giành độc lập, hòa bình cho dân tộc. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, nhưng chúng ta vẫn không khỏi bàng hoàng và thương tiếc khi nghe tin ông tử trần. Ông đi về cõi vĩnh hằng, nhưng sự cống hiến và đóng góp của ông còn ở lại. Những câu chuyện về người con ưu tú của quê hương Thanh Trì, Hà Nội với những đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước vẫn luôn được những cán bộ đang công tác tại Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò truyền tải tới du khách trong và ngoài nước với sự tự hào và trân trọng. Ngày hôm nay và cả về sau này, tên của người chiến sĩ Cộng sản Đỗ Mười mãi được khắc ghi vào lịch sử và ở lại trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Trân. Đồng chí Nguyễn Văn Trân sinh năm 1917 tại làng Quan Đình, xã Văn Môn, Tổng Mẫn Xá, huyện Đông Ngàn, Phủ Từ Sơn, nay là huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Sinh ra trong một gia đình thuần nông có tới 14 người con, ông và người anh cả cùng 3 người em được ưu tiên cho đi học ở trường làng. Năm 1931 đến năm 1936, đồng chí Nguyễn Văn Trân ra Hà Nội làm nghề thợ in và tham gia hoạt động trong tổ chức Bắc Kỳ Ấn Công Ái Hữu. Gia nhập đoàn đại biểu công nhân đòi tự do tổ chức nghiệp đoàn, đi tuyên truyền tổ chức các cuộc đấu tranh. Năm 1936, đồng chí Lương Khánh Thiện, Bí thư Hà Nội tổ chức một lớp huấn luyện cho 4 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Trân tham dự. Thực chất, đó chính là chương trình Cách mạng dân tộc giải phóng. Người để huấn luyện là đồng chí Trường Chinh, khi đó là ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, theo chỉ thị của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Trân rút vào hoạt động bí mật, tham gia in báo Cờ Giải Phóng, cơ sở đặt tại nhà một quần chúng ở làng Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, Phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Báo Cờ Giải Phóng in được 3-4 số thì cơ sở bị lộ. Tháng 2 năm 1940, tên tri phủ Hoài Đức đem lính đến vây bắt cơ quan in báo. Đồng chí Nguyễn Văn Trân và đồng chí Lê Viên, tức Ngô Du, đã bị chúng bắt cùng với các tang vật và bị đưa về Sở Mật Thám Hà Nội. Tại Sở Mật Thám Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Trân bị thực dân Pháp tra tấn, đánh đập để lấy cung, nhưng đồng chí đã không hề khai báo. Có lần, chúng tra tấn đồng chí từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau, khiến đồng chí bất tỉnh. Chúng bèn cho phun nước vào người, nhưng đồng chí vẫn không tỉnh lại. Chúng dùng kim đâm vào đầu ngón tay, ngón chân, nhưng đồng chí vẫn bất động. Đồng chí vốn gầy yếu, lúc đó chỉ nặng có 36kg, nên bọn mật thám sợ quá, bèn đưa đồng chí đi cấp cứu ở bệnh viện Phủ Doãn. 3 tháng sau, thực dân Pháp đưa đồng chí ra tòa án xét xử, kết án 10 năm tù khổ sai. Chúng chuyển đồng chí về giam tại nhà tù Hỏa Lò. Trong tù, đồng chí đã tham gia các lớp học chính trị, văn hóa. Nhiều người khi vào tù không biết chữ, nay đã biết chữ. Nhiều người khi ở ngoài chỉ là quần chúng bình thường, nhưng sau một thời gian ở tù đã có trình độ để làm cán bộ. Nhiều đồng chí đã được học chính trị, chiến lược, chiến thuật quân sự. Sau này, chính những đồng chí đó đã trở thành cán bộ cốt lõi cho cách mạng tháng 8. Đồng chí Nguyễn Văn Trân cũng nằm trong số đó. Tháng 7 năm 1940, đồng chí bị đẩy lên nhà ngục Sơn La. Cuộc đi đày lần này gồm có 40 người, là đoàn thứ 2 từ Hỏa Lò lên Sơn La. Trong tù, đồng chí tham gia chi ủy và rất tích cực học tiếng Thái. Do đó đã cùng các đồng chí khác tuyên truyền, giác ngộ được một số lính người Thái. Ngày 3 tháng 8 năm 1943, chi bộ tổ chức vượt ngục cho 4 đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức Hiểu. Cuộc vượt ngục này đã được một thanh niên người Thái là Lò Văn Giá dẫn đường. Cuộc vượt ngục thành công, nhưng khi anh Giá quay trở về đã bị bọn quan lại địa phương bắt và thủ tiêu. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, đồng chí tham gia cuộc họp thường vụ Trung ương mở rộng. Địa điểm là nhà cụ Đám Thi ở làng Đình Bảng, Bắc Ninh. Giữa lúc đó, Nhật đảo chính Pháp. Hội nghị họp đánh giá tình hình và ra chỉ thị: Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Đây chính là bản kế hoạch chi tiết hướng dẫn các địa phương tùy theo tương quan lực lượng giữa ta và địch mà tổ chức quần chúng nổi dậy giành chính quyền. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bắc Bộ, phụ trách quân sự. Trong thời gian cuối năm 1945, đầu năm 1946,
Trung ương cử đồng chí là đại biểu của Việt Minh tham gia Ủy ban điều giải, có nhiệm vụ dàn xếp những xung đột giữa Quốc dân Đảng và Việt Minh tại các tỉnh Việt Trì, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang. Năm 1946, đồng chí được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ thành phố Hà Nội để chuẩn bị các kế hoạch tác chiến, kế hoạch bảo vệ Trung ương và Chính phủ, đặc biệt là kế hoạch vận chuyển những nhu yếu phẩm cần thiết đưa lên chiến khu phục vụ cho cuộc kháng chiến, kế hoạch bảo vệ và sơ tán dân. Từ một thanh niên yêu nước, đồng chí Nguyễn Văn Chân đã trở thành một trong những người lãnh đạo quan trọng của phong trào cách mạng của Đảng ta. Không khuất phục trước gông cùm và sự tra tấn dã man của kẻ thù, ý chí cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Chân được tôi luyện qua các nhà tù thực dân, được thử thách và trưởng thành qua phong trào cách mạng, qua các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Trên đây là hình ảnh hai cây đại thụ của Ban Liên lạc cựu tù chính trị nhà lao Hỏa Lò. Còn đó biết bao những câu chuyện, kỷ vật, ký ức hào hùng của hàng triệu triệu chiến sĩ yêu nước cách mạng Việt Nam gắn liền với vận mệnh dân tộc. Đó là ngọn lửa cách mạng sáng mãi cho thế hệ sau học tập và trưởng thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!